Chào bạn nhé, bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Oanh ạ. Bạn cho mình hỏi nhé, bạn muốn người yêu mình làm chuyện đấy trong vòng bao lâu? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Có hỏi khó quá không ạ? Không, dễ mà, thời gian thôi. 5 phút thì ít quá. 5 phút thì ít quá. Em nghĩ là 15 phút là vừa. 15 phút là vừa. 15 phút là vừa. Ôi, 15 phút có đủ không? Tầm đấy ạ. Tầm đấy, thế bình thường là được bao lâu? 30 phút ạ. 30 phút ạ. 30 phút, thế là vượt qua chỉ tiêu luôn cả. Được quá nhỉ, mà một tuần mấy lần? Tại vì bọn em cũng không ở gần nhau nên là tuần chỉ một lần ạ. Thế bạn đang nghĩ chuyện gì ấy? Anh hỏi chuyện gì em nghĩ chuyện đấy ạ. Thì mình đang hỏi là yêu bao lâu thì cưới? Em thì yêu 5 năm rồi nhưng mà chưa đến nghỉ đến chuyện cưới. 5 năm mà chưa nghĩ chuyện cưới? Tại vì hai đứa cũng chưa có gì cả. Dự trù khoảng bao nhiêu tiền thì cưới được? Em nghĩ là càng nhiều càng ít, bao nhiêu thì không đủ ạ. Chỉ cần là có công việc các thứ ổn định là được vậy. Thì bạn muốn người yêu mình làm chuyện đấy trong vòng bao lâu? Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Tùy hứng anh ạ. Ôi trời ơi. Thường là bao lâu? 15 đến 30 phút. 15 đến 30 phút. 15 đến 30 phút. Thế nhanh quá không? Đủ đủ rồi anh ơi. Thế bình thường là chỉ được 15-30 phút rồi? Em chưa có bình thường. Chưa bình thường á? Tôi lo phải hơn bình thường á? Không, có nghĩa là em chưa có. Mình đang muốn là được tập đấy đúng không? Không anh ơi, theo suy nghĩ em là thế. Bởi vì em cũng gọi là chưa được trải nghiệm. Mình phải có kiến thức kinh nghiệm mà trải nghiệm mà. Nhưng mà em chưa có cái gì hết. Được là phải có kiến thức rồi chứ. Kiến thức mới biết được tập đấy. Kiến thức thì có thể có nhưng mà không phải nhiều. Thì vẫn thiếu trải nghiệm và kinh nghiệm đúng không? Vâng. Thế em đang nghĩ chuyện đấy chuyện gì á? Là một vấn đề gì đấy. Anh chỉ có thử thế này thì thế theo anh này, anh đang hỏi em về vấn đề gì? Thì anh đang hỏi là để mà người yêu em bao lâu được thì cưới. Em không quan trọng là yêu bao lâu anh ạ. Em quan trọng là đúng người hay không. Đúng người hay không, anh được là 15-30 phút là được. 15-30 phút nếu mà không hợp thì mình có thể mỗi người đi một ngả mà. Mỗi người một ngả. Nói chuyện nhau kiểu 15-30 phút này. Cảm thấy không phải là cùng tông của nhau thì thôi. Hải Phòng là không làm vòng đúng không? Không làm vòng anh ạ. Đúng rồi đấy. Vâng, nhưng mà giờ cao điểm thì mình phải vòng sâu lắm. Bạn muốn người yêu mình làm chuyện đấy trong vòng bao lâu? Một tiếng nữa. Một tiếng? Một tiếng có đủ không? Chắc không ạ. Ôi trời ơi. Không thể muốn một tiếng. Thế bao lâu rồi nào? Tiếng rưỡi. Vãi đài. Tiếng rưỡi là ổn rồi ạ. Tiếng rưỡi là ổn. Thế là đã được thử một tiếng chưa? Chưa. Anh nào mà dở đấy. Thế bạn biết là mình đang hỏi gì không? Thế bạn đang nghĩ gì ấy? Em đã vừa rồi. Anh có mục tiêu đi. Thì mình đang hỏi là yêu bao lâu thì được cưới ấy? Cái nhờ. Thế một tiếng luôn. Không, em đã vừa rồi. Thế là bao lâu, theo bạn là bao lâu? Em nghĩ là 1 năm ạ. 1 năm à? Thường các bạn thì sẽ muốn người yêu làm chuyện đấy trong vòng bao lâu? Chuyện đấy là chuyện gì ạ? Thì chuyện ấy, chuyện mà bạn nghĩ ấy. Suốt đời. Cứ đi tập trắng. Bạn nghĩ chuyện gì ấy, chuyện đấy? Sao con lại cười? Bạn này muốn suốt đời á? Đúng rồi. Thế còn cậu sao? Vừa đủ là được ạ. Cụ thể đi, vừa đủ thì nó bị chung chung quá. Nhưng em không có nên em không biết anh ơi. Không biết ít thôi. Thì phải lúc nào tương lai mong muốn, tương lai mong muốn này đặt ra chỉ tiêu cho mình ấy. Thì... anh nào cũng được loại. Nhưng mà lỡ người ta không được chuyện ấy nhưng mà người ta tốt thì sao ấy? Thì chuyện ấy thì tùy chuyện bạn nghĩ chứ. Không được chuyện ấy người ta tốt thì người ta cũng vứt. Đúng. Đúng. Thế bạn muốn bao lâu là? Bao lâu cũng được ạ. Bao lâu cũng được ạ. Bao lâu cũng được. 5 phút được không? Em dễ tính mà. Cho con số cụ thể đi. Con số đi. 1 tiếng 1 tuần hơi ít. 1 tiếng 1 tuần hơi ít. 1 tiếng 1 tuần hơi ít à? Thế bình thường là bao lâu? Hy vọng. Hy vọng. Trong cái khoảng suốt đời nó sẽ là hoạt động thường niên thì nó sẽ là trung bình. Một tiếng nhưng mà nó sẽ là cùng một ngày đi. Thì đấy là chuyện đấy của em đấy, là nó sẽ là như thế đấy. 1 tiếng có đủ không? Chắc là đủ rồi. Đủ em rồi. Là thế, vâng. Đơn giản nhỉ. Em dễ mà.
có là được ấy anh. Có là được, không có cũng không được. Thì không có không được, bởi vì nó là chuyện đấy mà. Nên là không thể không có. Thế bạn đang nghĩ chuyện gì? Bạn đang nghĩ về chuyện gì? Anh ấy nói yêu em. Thông minh lắm. Thế còn bạn sao? Tình cảm của anh ấy dành cho em. Em muốn người yêu mình làm chuyện ấy trong bao lâu? Trời ơi, cái gì vậy anh? Chuyện ấy là chuyện gì anh? Chuyện mà em nghĩ ấy. Là đi ăn á. Thì em đang nghĩ đi ăn mà. Đi ăn thì tầm 30 phút cũng được anh ạ. Đi ăn với nhau mà. 30 phút có đủ không? Đi ăn thôi mà. Đi ăn thì em ăn nhanh mà. Thế lâu, nếu mà lâu thì bao nhiêu? Thì lâu thì ngồi nói chuyện với nhau thì tùy thôi anh ạ. Thế em biết anh hỏi chuyện gì không? Đi ăn đi chơi với nhau. Không. Hỏi chuyện gì anh? Anh hỏi là nếu mà yêu nhau thì yêu nhau bao lâu thì được cưới? Yêu bao lâu được cưới thì khi nào mình cảm thấy mình đủ trưởng thành, đủ chín chắn thì cưới thôi anh ạ. Đủ. Thế em đã trưởng thành chưa? Chưa, em vẫn còn trẻ con lắm. Nào, muốn người yêu mình làm chuyện đấy với trong vòng bao lâu? Mãi mãi. Lâu thế á? Vâng. Nhưng mà thế có đủ không? Em nghĩ là đủ. Đủ á? Làm nhiều tiền lắm mà. Cũng bình thường. Bình thường. Bạn biết mình đang hỏi chuyện gì không? Em không biết. Thì mình đang hỏi là yêu bao lâu thì được cưới? Yêu bao lâu được cưới á? Khi nào thấy phù hợp? Nhiều người thấy yêu 1-2 tháng cưới mà. Đấy là người ta rồi. Không thấy bác sĩ bảo cưới. Bác sĩ ở cưới thì khó nhỉ. Thôi đấy, khi nào phù hợp thôi. Thì bạn xem muốn người yêu mình làm chuyện đấy trong vòng bao lâu? Chuyện đấy là chuyện gì? Chuyện bạn nghĩ. Chuyện đấy là chuyện gì? Cả đời. Cả đời á? Lâu thế? Lâu thế người ta có làm được không? Không làm thì kiếm người khác. Đổi luôn. Thay bồ như thay áo ấy à? Mình sinh mà mình có quyền mà. Sinh có quyền. Thế bạn đang nghĩ chuyện gì ấy mà phải làm cả đời? Làm việc nhà, quần áo, quét nhà, lau nhà, nấu cơm. Ui, nhiều đấy. Thế ai kiếm tiền? Thì cả hai cùng kiếm. Cả hai cùng kiếm nhưng mà vẫn phải lo việc nhà. Ôi. Nếu mà có người yêu ấy thì bạn sẽ muốn người yêu mình làm chuyện đấy trong vòng bao lâu? Làm chuyện đấy trong vòng bao lâu á? Đúng rồi. Có thể hơi tế nhị nhở. Nhưng tại vì là mình chưa có người yêu nên là mình cũng không quan tâm về vấn đề đấy. Khoảng 30 phút. 30 phút à? 30 phút đủ không? Bạn bảo trong mốc thời gian mà thì đấy là cái mốc thời gian mình có thể nghĩ đến. 30 phút à? Có mình nhanh quá không? Quan trọng việc đấy đâu mà phải nhanh để chậm bạn. Thế bạn đang nghĩ việc gì ấy? Mình đang chỉ muốn đi chơi thôi. Mình không nghĩ về chuyện đấy thì mình nghĩ về những câu chuyện khác về trong cuộc sống thôi. Mình đang hỏi là bao lâu thì cưới được ấy? Bao lâu thì cưới được á? 30 phút thì có nhanh quá không? Nếu là để cưới ấy, tại vì mình mới là theo chủ nghĩa độc thân nên là mình không quan trọng về chuyện cưới xin bạn ạ.